Xin chào, chào xin ngày mới. Làm thế nào để dẫn dắt vào chủ đề hôm nay thật là hay mà không khiến các bạn tắt màn hình nhỉ? Có vẻ không liên quan, nhưng mà ngày mới khởi động những thứ đầu tiên trong ngày, nên chúng ta thử xem tuyển tập những thứ cũng đầu tiên trong công nghệ nhé. Nói xong chả thấy liên quan gì, nhưng mà kệ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với TechWiki số thứ 5, những thứ đầu tiên trong thế giới công nghệ. Chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới được ra đời vào năm 1876. Cha đẻ của nó chính là nhà phát minh rất nổi tiếng Alexander Graham Bell, người Scotland. Ban đầu thì nó rất thô sơ, chỉ có một ống nói và một ống nghe, trông rất là buồn cười. Tuy nhiên, bạn có biết chính nó đã làm thay đổi ngành thông tin liên lạc thế giới không? Một số thông tin ngoài lề khá thú vị liên quan tới Graham Bell đó chính là ông không bao giờ điện được cho vợ và mẹ mình vì cả hai người này đều bị khiếm thính. Và chính ông cũng đã thiết lập cuộc gọi đầu tiên trong lịch sử vào ngày 10 tháng 3 năm 1876 với mẫu hội thoại siêu ngắn tới trợ lý của ông ngồi cách đó 4-5 mét là Mr. Watts, I'm here, I'm Watson. Watson, anh đến đây nhé, tôi có việc cần. Chiếc điện thoại di động đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này. Nếu xét về thời gian thì chúng ta có thể nhắc tới chiếc carry phone, đúng nghĩa di động luôn, khi mà từ carry trong tiếng Anh có nghĩa là mang vác. Nó ra đời vào năm 1967, nặng tới 4,5 cân, có một đầu để nghe và một đầu kia là cái vali siêu nặng như các bạn có thể thấy trong hình. Còn nếu xét về độ hoàn chỉnh thì chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới, và nếu các bạn search những thông tin về chiếc điện thoại di động đầu tiên trên Google thì nó cũng sẽ ra. Đó chính là chiếc Motorola DynaTAC 8000X được phát minh bởi kỹ sư Martin Cooper đến từ hãng Motorola vào ngày 3 tháng 4 năm 1973. Nó nặng tận hơn 1 cân, pin của nó dùng được 20 phút nhưng mà phải sạc trong 10 tiếng đồng hồ, danh bạ chỉ chứa được 30 số điện thoại trong bộ nhớ mà thôi. Và giá của nó cực cao dù ở thời điểm đó hay là bây giờ, gần 4.000 đô, có nghĩa là tầm khoảng gần 84 triệu. Và điều thú vị là cuộc gọi đầu tiên của Martin Cooper từ chiếc điện thoại di động của mình là không phải tới một người đồng nghiệp hay là tới bố mẹ hay vợ con hay bạn gái gì đó, mà là tới Joe Angel, người đứng đầu phòng nghiên cứu Bell Labs, là một trong những đối thủ lớn của Motorola lúc bấy giờ, với nội dung là: Joe này, Martin đây, tôi đang gọi cho ông từ một chiếc điện thoại di động cầm tay thực sự. Wow, đây là cách ăn mừng quá tuyệt luôn ấy. Và nhân cái tiện có danh hiệu về chiếc điện thoại di động đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nghía qua những chiếc điện thoại di động đầu tiên của các hãng công nghệ lớn. Và bên cạnh đó thì Quỳnh sẽ để hình những chiếc điện thoại mới nhất của hãng này để chúng ta có thể so sánh công nghệ đã thay đổi dư lào trong gần đấy năm nhé. Đầu tiên là hãng Nokia, là một hãng điện thoại di động mà Quỳnh rất thích. Chiếc điện thoại di động đầu tiên của hãng này ra mắt vào năm 1982, có tên là Mobira Generator, chạy trên nền tảng analog 1G. Tuy vậy thì sản phẩm này chưa bao giờ được đánh giá cao bởi vì nó nặng tới 10 cân, nặng hơn cả một quả bóng bowling, và nó được dùng trên xe hơi là chính. Với Samsung thì chiếc điện thoại di động đầu tiên của hãng này được lấy cảm hứng từ chiếc Motorola DynaTAC 8000X, và các bạn cũng nhìn thấy nó giống nhau phỏng ạ. Nó có tên là SH1000, ra đời vào năm 1988. Sản phẩm này được bán ra tại thị trường Hàn Quốc với doanh số khoảng từ 1.000 đến 2.000 chiếc, một số lượng không hề lớn nhưng mà đủ để thuyết phục Samsung đầu tư vào lĩnh vực mới mẻ này. Chiếc điện thoại di động đầu tiên của Sony có tên là CMH333, nghe giống kiểu bia 333. Và thông tin về mẫu điện thoại di động đầu tiên của hãng này còn rất nhiều tranh cãi. Thế nhưng mà Tech On Channel lấy thông tin từ hãng Phone Arena nhé. Thiết bị này được sản xuất khá sớm và ra đời vào năm 1992, với kích thước thì tương đối nhỏ gọn và không cồng kềnh như những sản phẩm của Nokia hay là Motorola. Anh chàng HTC thì sao nhở? Và sản phẩm đầu tiên của HTC có tên là HTC Wallaby, hay có cái tên quen thuộc với những tín đồ Pocket PC là O2XDA, ra mắt vào năm 2002. Khi đó thì HTC mới chỉ là một hãng sản xuất chuyên gia công các thiết bị di động cho các thương hiệu lớn, ví dụ như là O2 hay là iMate. Sản phẩm này chạy trên nền tảng Microsoft Pocket PC 2002 Phone Edition, màn hình 3,5 inch, độ phân giải 240x320 pixel, tốc độ là 206 MHz, bộ vi xử lý Intel lõi đơn, RAM 32MB và có 32MB dung lượng bộ nhớ, giá bán lên tới 1.370 đô. Ui, cũng rất là đắt.
Với quả táo cắn dở, một thương hiệu đình đám bây giờ thì chiếc điện thoại đầu tiên của nó ra đời vào năm 2007. Nó có tên là iPhone 2G, đánh dấu một cách mạng trong ngành công nghiệp di động, đưa ra một chuẩn mực rất là mới. Máy có màn hình là 3,5 inch, độ phân giải 320x480 pixel, dung lượng pin 1400 mAh, RAM 128MB, camera là 2 megapixel. Có thể coi sản phẩm này là một bước ngoặt khá lớn đối với Apple cũng như là việc sản xuất điện thoại thông minh những năm sau đó. BlackBerry 5810 là chiếc điện thoại di động đầu tiên của hãng dâu tây đen, ra đời vào năm 2002, được hỗ trợ email, tin nhắn văn bản, duyệt web, có thể kết nối cuộc gọi nhưng mà cần thêm tai nghe đi kèm vì thiết bị không tích hợp được loa ngoài. Và cuối cùng là hãng LG. Nhắc tới LG thì Quỳnh nghĩ ngay tới LG G5 với hệ sinh thái tuyệt vời của nó. Nhưng mà chiếc điện thoại đầu tiên của nó thì là gì nhỉ? Chiếc điện thoại đầu tiên của nó có tên là LDP200, ra đời vào năm 1996. Với danh hiệu smartphone đầu tiên thì chúng ta sẽ có chiếc IBM Zimon của hãng IBM, ra đời vào năm 1992 với mức giá là gần 20 triệu đồng. Số đo của em ý là 23cm, 0,6 cân và trông như một viên gạch xây nhà. Pin 1 giờ và có các tính năng cơ bản như là gọi, nhắn tin, gửi mail hay là fax. Nó có kèm thêm một bút stylus và thẻ nhớ để cài thêm ứng dụng của bên thứ ba. Tuy nhiên thì do nguyên nhân về giá cả cũng như là sự đi trước thời đại quá nhanh mà IBM Zimon đã chết yểu sau 6 tháng xuất hiện trên thị trường. Để biết thêm chi tiết hơn về em ý thì các bạn click vào link này nhé. Vào ngày 21 tháng 2 năm 1878 thì cuốn danh bạ đầu tiên trên thế giới đã được xuất bản bởi công ty điện thoại New Haven tại bang Connecticut, Mỹ và cũng là tổng đài điện thoại đầu tiên. Điều đặc biệt là nó chỉ có một trang duy nhất liệt kê tên của 50 người đã quyên góp cho công ty nhưng mà không hề có một số điện thoại nào cả. Nó chủ yếu được dùng để ghi nhận công lao của những nhà tài trợ và hoàn toàn khác xa với mục đích tra cứu của những cuốn sổ danh bạ ngày nay. Và danh hiệu cuối cùng đó chính là bốt điện thoại đầu tiên. Đây là một cái sản phẩm mà bây giờ chúng ta nhìn thấy rất là hiếm. Chủ yếu thì chỉ nhìn thấy trong TV hay là trong phim hay là trong các concept phim trường mà thôi. Bốt điện thoại đầu tiên trên thế giới có tên là Fan Express Kiosk, được khai trương vào ngày 12 tháng 1 năm 1881 tại Potsdamer Platz, Berlin. Và để dùng nó thì người ta phải mua vé điện thoại và được phép nói chuyện trong vài phút mà thôi. Vào năm 1899 thì những chiếc vé này đã được thay thế bằng đồng xu. Thông tin này cũng đã khép lại TechWiki số 5 về những thứ tiền đâu đầu tiên trong thế giới công nghệ phần 1. Và ở phần 2 thì TechOne sẽ tiếp cận gần hơn tới mạng xã hội với những thông tin thú vị hơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé!